Hello, xin chào anh em, rất vui đã quay trở lại với kênh video của mình nha. Thì sau khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình bằng cách like và đăng ký kênh nha. Anh em nào có nhu cầu nạp game chiết khấu thì có thể liên hệ mình qua con số Zalo hoặc là Facebook mình ở dưới mô tả dưới video nha. Hiện tại là mình đang đua lễ đế ở cụm 10 server. Nếu mình cập nhật tình hình là một ông VIP 7 là ổng bung 21k. Ông VIP 10 là ổng bung 17k. Đấy. Và hiện nay mình đang top 3 và thì cậu chỉ còn 9 phút thôi. Đấy. Thì sau khi xem xong video này của mình thì mọi người nhớ ủng hộ cho mình bằng like và đăng ký kênh nha. Share video cho anh em bạn bè cùng xem. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu buông thân mật đây. Ông VIP 7 thì ổng có một cái bất lợi là ổng không có nhân 10. Ổng không có nhân 10 nên mình sẽ buông nhanh hơn ổng nha. Còn 8 phút 37 giây nha anh em. Đấy, 8 phút 37 giây. Mình còn 13k thì 13k này thì mình bung mất tầm 5 hoặc là 6 phút. Mình chừa 1 phút, mình chừa 15 giây cuối để mà mình mặc skin. Mình chừa 15 giây cuối để mình mặc skin. Rồi mình bung mấy cái lẻ tẻ. Rồi mình chừa 1 phút cuối để mình mặc skin. Rồi bung mấy cái event phụ. Đấy. Rồi còn 20 giây cuối thì mình sẽ bung túi. Thì trong cái video đua hoàng đế lần trước đó là mình không có cho anh em xem được là mình bung gần 700 túi đó là được bao nhiêu team hả? Nhưng đấy, tại vì đợt đó bung gần 700 túi mà nó nổ chỉ tầm 6k thôi, chung mình là một túi thì 10 team, nhưng mà mình không có biết là mình nổ được bao nhiêu điểm thân mật đấy. Thì trong video này thì mình sẽ để lại cho mọi người coi đấy, mình sẽ dừng lại một tí để cho mọi người coi là mình sẽ bung 600 túi lên mình nổ được bao nhiêu cái thân mật nha anh em. Còn 7 phút 30 giây. Do hôm qua với hôm nay mình đánh nhau môn với đập sách cũng nhiều quá nên cái ngón tay của mình cũng phải nhất, nên cái tốc độ bung của mình nó chậm hơn từng ngày. Đấy, nó chậm hơn từng ngày nên hôm nay mình phải tranh thủ mình bung sớm một tí, chứ bình thường là mình còn khoảng 7 phút cuối mình bung. Đấy, 7 phút cuối trong vòng trung bình 1 phút là mình sẽ bung được 3k rưỡi đến 4k thân mật. Đấy. Thì 10 phút là mình sẽ bung được 40k. Ở đây mình có tầm 30k thôi. Hiện tại mình đang update tình hình là ông top 1 đang là 21k. Ông top 2 là 17k chưa thấy lên. Ông top 3 hiện tại là mình đang lên được 13k rồi, 14k rồi, 15k. Đấy. Hiện tại là mình đang 16k, gần đến 17k nha anh em. Mình có hai cái điện thoại, một cái điện thoại để mình bung, một cái điện thoại để mình canh top. Hoặc trong trường hợp như mình cũng hay chia sẻ với anh em là trong trường hợp mà mọi người đua top, mọi người phải chuẩn bị hai cái điện thoại, một cái để mọi người canh đua top, một cái là để mọi người bung. Trong trường hợp mà cái điện thoại mà như mình đang quay video cho mọi người xem nè, là cái video của và cái điện thoại của mình nó bị hết pin hoặc là bị trục trặc kỳ mạng gì đó, thì mình có một cái điện thoại khác để mình backup liền. Đấy, mình backup liền. Còn 5 phút 50 giây, và hiện tại là mình đã lên top 2 rồi. Ông top 1 đang 21k. Đấy, ông top 1 đang 21k. Mình đã lên top 1 nha anh em. Đây. Còn 5 phút thì mình sẽ đưa ra cho mọi người coi để mình bung còn 7k chẵn đi. Cho anh em xem. Cập nhật tình hình nha. Đã lên. Đây. Cho anh em coi. Đây, 22k. Ông top 1 ổng cũng đang bung đó, ông top 1 cũng đang bung đó. Còn 5 phút. Còn 5 phút. Thân mật nè. 89 cái này. Mấy cái đồ này rất là lợi hại nha anh em. Anh em bung nha. Để dành mà anh em đua top ném anh em đừng có bung. Đấy, anh em để dành phút cuối anh em bung. Đấy. Mình còn 611 một túi tim nữa nè. Để mình còn mình lên bao nhiêu rồi. 25k. 25k thân mật rồi. Đấy, đang đợi ông kia lên, còn 4 phút. Còn
còn tầm hôm kia lên nè 22K105 này nè, 22K181 nè, ông này ông cũng đang buông đồ ném nè. Đấy, giờ mình vô mình mặc mấy cái skin. Mình có một skin của điêu thuyền mặc luôn, dùng skin hai skin chứ skin này thì được 400 điểm thân mật. Đấy, đấy, cứ tăng một cái skin như là mình sẽ được tăng 400 mật. Tây thi mình có 6 cái skin tây thi, 6 skin mình một cái skin là được 5k thì mình bung 6 skin thì mình sẽ được 3k. Đấy, mình được 3k. Đấy, 29k luôn, lên 29k rồi. Còn 3 phút. 23k 407. Ồ, sao thấy lên rồi, ông này chắc còn túi nè, ông này chắc còn túi nè. Đợi ông bung, anh em ơi. Còn 3 phút. Đây mình vào mình nhận cái thưởng top kinh thành kìa. Như thế này anh cũng chủ bạc đang đua cái top kinh thành đó. 29k, 23k 467, còn 3 phút nha anh em. 23k 467. Thôi thấy lên rồi. Ông này có cho còn túi, còn túi. Đấy, còn 2 phút. Túi thì mình còn canh còn 30 giây cuối mình mới bung. 23k, ông nó thấy dừng rồi, chưa thấy lên nữa. Còn 2 phút luôn. 2 phút à, 2 phút thì mình bơm thêm một tí đi. Mình bơm cho chẳng 30k luôn. Ông lên 24k 967 rồi kìa. Căng tính up short mình đi mà. Chắc đang tính up short mình á. Mình lên 30k luôn. Ông lên 25k rồi, ông lên 25k rồi. Mình đang 30k. Đang ghét ông, ghét ông 5k. Mình không biết ông này ông tích bao nhiêu. Ông tích 24k. 24k là chắc phải có tầm 400 túi rồi. 400 túi rồi. Đấy. Còn 1 phút 59 giây. Ông VIP 10 có thấy lên nè. Dù gì thì hôm nay mình sẽ bung 600 túi cho anh em xem. Đấy, với lại mình cũng cần bung thân mật để sau này mình đẻ con. Mình chừa lại 10k, mình là chừa lại 10k thân mật để vài bữa có đua liên minh vậy là mình đua. Đấy, ok. Đây, còn chừa chẳng 5k là 10k thân mật luôn. Đấy, còn 1 phút 19 giây. 1 phút 15 giây. 1 phút 15 giây. Đang ghét ổng 10k. Không phải phí thân mật. Mình là mình mình bung để mình đẻ con. Tại cái hạt này là nó đang thọt thế lực. Đấy, mình nó đang thọt thế lực. Mình không để về được. 45 giây nha anh em. Chưa thấy lên. 33 giây. Còn túi. Ông này chắc chắn còn túi. Còn 28 giây. 27. Còn 20 giây là mình sẽ nhào vào mình mở túi cho anh em score nha. Đấy, 20 giây. Nổ. Một cái túi thân mật 300 này. Một cái túi thân mật 300 này. Ơi, đâu rồi? Đâu rồi? Ơi. Mình nhấn nhầm. Mình nhấn nhầm mất cái kia rồi. Mất cái bảng rồi, không có coi được nổ bao nhiêu. Hồi nãy là mình 33k mà mình
33k bùng phát lên 41k luôn. 41k. Là lên lên tầng 8k, 600 túi lên 8k thân mật. 600 túi lên 8k thân mật. Xem tối lên 4k thân mật. Ông này phút cuối ông có lên không ta? Hồi nãy là 25k. Mình không có ạc bên server của ông đó nên mình cũng không biết ông này ông tiêu bao nhiêu k thân mật. Đấy. Hình như là ông không có lên. Đấy, 24k, 24k mà ông có 300 túi, 400 túi. Chắc ổng không nổ được, không nổ được nên không có bung nữa. Đấy. Còn con Tây Thi của mình lên 112k rồi. 112k là mình sủng hạnh được bao nhiêu điểm? Là nó tầm 3 triệu thế lực á, 3 triệu thế lực. Ở đây mình buff full địa vị điêu thuyền để mình sắc phong cho con điêu thuyền lên. Hiện tại là bút full hài nhi của mình là nó đang có cái con hạt này là 31%. 31% mà 112k thì chắc để tầm 3 triệu thế lực thôi. Tại chưa có full. Phải bút bút nhiều này nữa thì nó mới lên được. Đấy. Đợi mình đợi mặc áo đế nha anh em. Đấy. Mình không có coi được. Đang đợi nó kết toán. Đang đợi kết toán coi bung được bao nhiêu thân mật. Mặc áo đế chứ. Con hạt này cũng mới ăn lễ đế 2 tháng trước. Sau đó thì tích đến nay cũng 2 tháng. Với lại mỗi event như vậy thì nạp trung bình một ngày là 10k vàng. Hoặc là 20k. Đấy, nạp... nạp xuyên suốt như vậy. Tới event thân mật là nạp. Anh em muốn nạp game thì anh em nạp cái event thân mật thì nó sẽ lợi hơn. Tại vì lúc mà mọi người nạp thân mật thì mọi người sẽ có thân mật để mọi người để con nè, tăng thuộc tính, tăng thuộc tính, tăng mấy cái trí lực, chính trị, mỹ lực này nè, để mọi người tối ưu mấy cái lượng vàng, lượng lúa, lượng lính này. Đấy, vỏ thì nó không có cộng nha, nó cộng vào nhân vật thôi nhưng mà nó không cộng vào mấy con tướng của mình. Nên khi mà đánh đam như đánh đam boss gì đó thì mấy cái vỏ nó là cái vỏ ảo, nhưng mà thế lực chính trị này kia thì mọi người có thể tận dụng được để mọi người thu vàng bạc này kia. Đấy. Nên đa số là mọi người về sau mọi người sẽ đầu tư cho thân mật, dồn hết một con để mọi người đẻ con. Đấy, đẻ con. Hài Nhi nè, mọi người thấy nè, Hài Nhi của Tây Thi là 3 triệu thế lực này nè. Đấy, mọi người thấy không? 3 triệu thế lực. Đấy. Cứ mỗi lần đua chính đế hay đua thế lực gì đó thì anh em là có thân mật cao rất là khỏe. Đấy, còn sách thì mọi người không cần để đua thế lực mọi người nào đập đó, mọi người để đợi tới đua trí hằng vương hoặc là trí đế để mọi người đập, mọi người dàn nha môn. Đấy. Thì nó sẽ lợi hơn. Nạp thân mật thì anh sẽ có rối cuộn nè, rồi có team, và thậm chí là các event thân mật nó sẽ cho rất là nhiều mấy cái móc thưởng nạp vàng. Đấy, anh em nếu mà nạp thì ưu tiên nạp thân mật. Còn nha môn thì bắt buộc phải nạp rồi. Nha môn nạp thì để mọi người, nếu không nạp nha môn thì mọi người không có lệnh để đánh. Game này về sau thì có rất là nhiều event nha môn mà cần tới lệnh, ví dụ như tuyệt địa nha môn, người chết đầu trung nguyên, là mấy cái đó mình phải đánh bằng lệnh hết. Mình mới lệnh mang người ta được, chứ mình đánh thư không ăn được. Lệnh cũng có nhiều phải nạp thôi. Đấy. Mình đợi 8 phút nữa thì mình sẽ nhận áo, rồi sau đó mình sẽ kết thúc video này nha. Đấy. Hôm nay ok. Rồi. Mặc áo hả? Rồi. Nhận thưởng top đã. Top 1. Mặc áo lễ đế nha. Giờ ăn luôn top 1 server mình. 41k. 41k hơi phí anh em nhỉ? Hơi phí đúng không? Hơi phí. Đấy. Này, mặc.
Ok, cảm ơn mọi người nha. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi xem xong video của mình. Thì anh em nào có nhu cầu nạp game thì liên hệ mình qua cái thông tin bên dưới nha. Cảm ơn anh em ạ. Phút quảng cáo. Nạp game bảo hành. Tư vấn. Tư nạp game thương hành đến. Nạp game bảo hành thôi. Tư vấn bí mật. Liên hệ Phương Đông. Nạp game bảo hành đến khi game xong. Liên hệ Phương Đông. Quan lão gia. 0888249968. Rồi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.